Rồi, đến đây rồi. Gặp chủ đầu tư là phải cười nha, đừng để mặt nha. Dạ, đi gặp chủ đầu tư anh. Đi đâu mà anh mặc đẹp thế? Dạ, chào anh. Gặp chủ đầu tư cho nên phải xinh xinh. Sao đi toàn người mặc đồ đen? Thì người ta ngầu kể người ta chứ, người ta đẹp trai, người ta có quyền. Đi đâu đây anh, đi đâu? Dạ, gặp chủ đầu tư anh ạ. Đứng đây gặp chủ đầu tư đúng không anh? Đi, 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 nhanh, nhanh, nhanh. Này, có thực sự là chủ đầu tư này định đầu tư để kinh doanh cà phê không? Cái gì nữa? Tôi nhìn toàn mặc áo đen này, tôi không thấy giống kinh doanh cà phê lắm. Anh thấy những người mặc trên này đẹp trai, anh ganh tị đúng không? Tôi biết như thế. Nhìn qua là biết là cửa hàng cà phê là không bao giờ làm cà phê lâu rồi, toàn cà phê đen thôi. Em xin lỗi mấy anh, anh đừng có chỉ như vậy, người ta giận sao, không đầu tư thì sao? Em xin lỗi các anh. Xin lỗi đi. Cô lần nào bị lừa, lần này tôi đi cùng cô. Ừ. Cứ yên lặng đi, để tôi làm việc hết. Cô làm gì, anh làm cái gì, anh làm được cái gì? Mấy ngày hôm nay là cãi nhau cô thân nhiệt lên là nóc bụng từ đây này. Thôi. Chính anh là người đã mời hai em đến đây cuộc hẹn cuối tuần ngày hôm nay. Anh là chủ đầu tư ạ? Đúng vậy. Anh sẽ xem xét cơ hội làm ăn của các em ngày hôm nay. Nhưng biết đâu đó trong cuộc hẹn cuối tuần này các em sẽ có được nhiều hơn thế thì sao. Nhưng trước tiên hãy để anh giới thiệu các em với mọi người. Thưa quý vị, đây là hai gương mặt trẻ đang rất được yêu mến trên làn sóng truyền hình và cũng gây rất nhiều tranh cãi, đó là Hải Đăng và Tuệ Nhi. Hai bạn đang đi tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó. Còn quý vị khán giả, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Cuộc hẹn cuối tuần. Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi đang có mặt ở đây. Bây giờ tôi sẽ là Sát Khánh. Các em muốn mở tiệm bánh đúng không nhỉ? Hay là tiệm cà phê? Nhà cả hai ạ. Tiệm bánh cà phê. Bây giờ anh xem CV của em xem như thế nào. Hải Đăng thì đã làm việc tại 4 doanh nghiệp khác nhau, đều bị chủ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đuổi việc thì ghi luôn là đuổi việc được em. Doanh nghiệp thứ 5 thì tự em chấm dứt hợp đồng sau khi đã đấm chủ doanh nghiệp 2 phát. Rất mạnh mẽ. Bây giờ nói về Tuệ Nhi, nhà có điều kiện, có kỹ năng quản lý doanh nghiệp, nhưng mới làm tại cơ sở lần đầu tiên, sau đó thì gián tiếp khiến công ty này phải đóng cửa. Hai em biết là với bản CV này thì anh không chắc là bây giờ có doanh nghiệp nào dám nhận hai em. Thế nên là anh nghĩ rằng là mở ra một doanh nghiệp riêng cho mình thì cũng là một ý rất là hay. Dạ, nhưng mà vấn đề lớn nhất của hai em đấy là bọn em phải đoàn kết. Bởi vì các em có thể xung đột với người ngoài, nhưng khi đã làm ăn cùng với nhau thì phải đoàn kết. Nhưng hình như anh chưa nhìn thấy điều đấy ở hai em. Dạ không, bọn em đoàn kết lắm nhờ. Bọn nhờ. Đoàn kết lắm nhờ. Đoàn anh kết quá trời luôn. Đúng không ạ? Đúng ạ. Quá đoàn kết nhờ. Và thực ra anh nói điều đấy không phải là ngẫu nhiên đâu. Anh cũng đã theo dõi hai em rất lâu rồi mà hai em có lẽ là không để ý đấy. Thử đi. Hai cái đứa kia ở đâu đến đây đây? Cơ quan người ta đang làm việc, buổi trưa hò hét ầm ĩ lên đấy. Cái thằng này, tao nói mày như là xui thế à? Dừng ngay đi. Lại được cả cái con kia nữa. Tao nói hai đứa chúng mày tao nhớ mặt rồi đấy nhá. Tao nhớ mặt hai đứa chúng mày rồi đấy nhá. Có bảo. Tôi nghiêm túc mà. Tôi cũng đang rất nghiêm túc. Cơ, hai đứa ngồi, hai đứa lên sân thượng. Lôi nhau ra tận đây cãi nhau thật. Anh Đăng, anh đầu tư dự án cho tôi nhé. Lại tiền rồi, Sugar Baby rồi. Trông mong em kia có vẻ có điều kiện. Tôi hứa là sẽ cảm ơn anh đến cuối cuộc đời này. Từ chối em ơi, từ chối thẳng thừng vào. Không. Đúng rồi, kiên quyết. Từ chối tiền là phải kiên quyết. Khoan đã, nhưng mà anh phải nghe tôi nói. Thôi em ơi, níu kéo làm cái gì em ơi? Người ta không cho thì thôi. Không. Thôi em ơi. Đẩy thật à? Ôi. Từ chối là được rồi, mình gì phải đẩy con nhà người ta thế? Xin lỗi nhá. Này. Này nồi lên đi, ở đây bể bơi không được bơi đâu. Anh không thấy nó bơi em ơi. Để tôi không đùa đâu nhá. Thế, thế mà ông bảo con nhà người ta đùa à? Chân tay có thấy dây giụa gì đâu, nhảy không đi. Này cũng không biết bơi à?
Tôi không biết bơi đâu. Anh cũng không biết bơi em ạ. Kêu cứu to vào. Này! Này Nhi! Đâu rồi? Này cô sao không? Hả? Tại sao anh đẩy tôi xuống hồ? Ai bảo tôi đẩy cô? Rõ ràng anh đẩy tôi xuống hồ. Đã bảo là vô tình rồi. Ờ hay nhờ. Nhưng mà bây giờ cái lúc mà tôi xuống hồ có người á, tôi nghe là có người kêu anh á là cứu tôi đi, mà anh tại sao anh không đẩy? Rõ ràng ngay từ đầu tôi bảo với cô là đứng dịch vào, đứng ở đấy nó nguy hiểm. Cô có nghe lời tôi đâu? Chả liên quan, nhưng mà anh vẫn đẩy tôi xuống hồ đấy thôi. Tôi không biết bơi được chưa? Không biết bơi sao cô không bơi đi? Này, cái hồ bơi nó khác cái hồ cá nghe chưa? Khác cái gì? Sao không khác? Tôi nhảy xuống hồ cá rồi nó cắn tôi chết thì sao? Này, đừng có một cái cùn nhá, hồ nào có nước tại sao không bơi được? Biết bao nhiêu con, bây giờ anh đếm lại bao nhiêu con? Thôi, anh nói câu này này, bọn em rắc rối quá. Bọn em kéo nhau lên tận mái nhà la hét giữa giờ người ta làm việc. Bọn em đẩy nhau xuống hồ cá. Xong rồi bây giờ bọn em lại lôi nhau đến tận chung cư nhà anh để cãi nhau. Thì anh nói thật, quá phiền lòng với cả bọn em đấy. Anh nói thật, quá phiền lòng. Anh là ai? Em không nhận ra anh gì? Em thực sự không nhận ra anh à? Quen đấy à? Nếu như bây giờ em không biết anh là ai, không nhận ra anh, đi theo anh. Đây. Ui anh. Cái tay. Em ghen cả anh ở đó. Em không nhận ra anh à? Tại sao anh biết cả tôi? Bây giờ anh nói với cả hai em một câu như thế này này. Bây giờ phim đang rất là nhiều người xem, bọn em rất được nhiều người quan tâm. Nhưng mà ngày nào bọn em cũng cãi nhau như này, nó thật trắng ra cái hệ thống gì, đúng không ạ? Đúng ạ, nhưng mà không phải lỗi em anh ạ. Đây, lúc nào cũng là người gây sự đầu tiên. Này, đừng, anh đừng có nói này, anh nói một câu như này này. Này thôi nhá. Anh nói một câu cuối cùng như này này. Nếu mà bọn em còn tiếp tục cãi nhau để phiền lòng đến anh nhá, chắc chắn là sẽ có biện pháp xử lý. Anh chỉ nói một câu thế thôi. Đó, anh thấy chưa? Để cho người ta nói mà. Không biết mà để ra tay đi như đúng rồi ấy. Ủa, anh cũng nghe cơ mà. Rõ ràng là lúc nào cũng là người gây chuyện nhá. Không hề nhá. Không hề, ôi trời đó. Ơi. Tôi nghe ngược. Vâng, kính thưa quý vị, nếu như quý vị đang ngồi trước màn hình TV vào lúc này, xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho các diễn viên của chúng ta. Thanh Sơn trong vai Hải Đăng và Khả Ngân lặn lội tận thành phố Hồ Chí Minh ra đây để vào vai cô Tuệ Nhi. Và một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho tôi. Yeah! Em xin chúc mừng của chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần đã vào vai rất là tốt. Đúng không ạ? Khi chúng ta ngồi trước màn hình, chúng ta luôn luôn muốn có một cơ hội được xen vào các nhân vật. Ôi dồi ôi, Tuệ Nhi em không hiểu được bố em à? Thanh Sơn em phải tỏ tình đi, cái cô Thục Anh kia sao khờ thế nhỉ? Và cuối cùng thì ngày hôm nay tôi đã thực hiện được ước mơ đó. Xin cảm ơn các bạn đã giúp cho tôi. Tôi đã được vào phim, tôi được can thiệp và tôi được hy vọng là sẽ còn làm được nhiều việc hơn thế. Với Thanh Sơn, đã rất lâu rồi, cái em vào rất nhiều vai thứ rồi. Nhưng đây là một vai chính, có rất nhiều đất diễn. Tâm trạng của em như thế nào, cảm xúc của em như thế nào khi nhận lời mời đầu tiên tham gia vào vai diễn này? Đầu tiên là em cảm thấy rất là vui ạ. Khi em đọc kịch bản thì cuối cùng em nhận ra là ôi, vai diễn trẻ trung đã đến với mình rồi. Một vai diễn mà có thể mà em đã hy vọng từ khá là lâu. Vì những vai mà em làm trong năm ngoái, những hình ảnh mà em thể hiện trong năm 2020 thì mọi người cũng khá ấn tượng với những hình ảnh nó khá là chỉn chu, một người trưởng thành rồi. Tuy nhiên thì đây lại là một hình ảnh khác, một người chuẩn bị trưởng thành, đang trên con đường trưởng thành. Đấy là cái điều mà làm em suy nghĩ nhất khi mà vào vai này. Mái tóc này là một trong những yếu tố đó. Mái tóc này là được các anh đạo diễn là muốn em để kiểu đầu này ạ. Vì anh nghĩ là kiểu đầu này nó trông nó mạnh mẽ. Đấy. Em cũng không biết là bên trong sâu thẳm của anh nghĩ cái gì. Nhưng mà lúc nào anh gặp mọi người anh cũng công nhận là mình đẹp trai. Nhưng mà em cũng không biết như thế nào. Nhưng mà nói chung là khi vào vai Đăng thì rất là hợp. Thực ngoài ra thì cái ý nghĩa nó cũng không khó để mình nhìn nhận đâu ạ. Nếu mà mọi người nhìn qua thì có thể thấy đây là một thanh niên rất là ngay thẳng. Ngay từ kiểu đầu là thấy rồi. Kiểu đầu thanh niên ngay thẳng đấy đúng không? Vâng, rất là ngay thẳng. Kiểu đầu thanh niên, lần đầu tiên anh nghe thấy kiểu đầu đấy. Nhưng mà bây giờ để mà vào vai những công tử đẹp trai, những thanh niên trẻ, phải cạnh tranh rất là lớn, phải tạo ra một cái gì đấy thật là riêng. Đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng. Đó là một trong những câu cửa miệng của nhân vật. Đúng không ạ? Thế có đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái câu đúng không ạ và đúng ạ em đã từng nghe của một đôi bạn rất là thân, cũng là diễn viên, nói với nhau như vậy. Và em đã lưu lại cái đấy trong đầu và em hy vọng rằng sẽ có một bộ phim nào đấy mà mình sẽ mang câu nói này ra để sử dụng. Và đúng lúc đó thì kịch bản 11 tháng 5 ngày đến và em nghĩ là ồ,
nhân vật Long Đần và nhân vật Hải Đăng, đây có thể là cái điểm nhấn gì đó cho nhân vật của mình. Có thành điểm nhấn không? Đúng không ạ? Dạ, đúng ạ. Quay trở lại với câu chuyện, Khả Ngân có nói rằng là Khả Ngân ra ngoài Hà Nội làm phim và chứng kiến những điều rất là mới mẻ. Đầu tiên khi mà em nhận dự án này, thực sự thì em cảm thấy rất là vinh dự. Cái vai này nó rất là nặng ký. Em cảm thấy rất là vui khi mà lần đầu tiên mình bước chân ra đây mình làm việc thì có tất cả các anh chị, cô chú giúp đỡ em rất là nhiều và làm cho em cảm giác đây là không gian là nhà chứ không phải là kiểu ở xa nữa. Cho nên là cái khoảng thời gian khó khăn đầu tiên của em nó cũng đã trải qua rồi. Em có nói tới sự giúp đỡ của tất cả mọi người xung quanh và khiến cho em cảm thấy không khí như một gia đình. Đây, người bên cạnh em, anh Sơn. Lúc nào cũng ngại nhưng mà tất cả các anh chị lúc nào cũng kiểu nhiệt tình với em và kiểu làm cho em cảm giác ồ, những cái khoảng trống mà em ra đây em ở một mình như thế nó được lấp đầy lại và em cảm thấy rất là xúc động khi mà kiểu tất cả mọi người đều thương em. Nhưng mà Sơn, anh đã bao giờ anh nghe thấy tiếng tốt như thế từ em đâu. Ồ anh, không, thực ra thì lý do đặc biệt đầu tiên, lý do đặc biệt nhất đây là người bạn diễn nữ trẻ tuổi nhất em từng làm việc cùng. Chết, vậy mấy chị trước nghe buồn. Anh không nên nói vậy. Không đúng mà, chị em 97 rõ ràng em là trẻ tuổi nhất rồi. Đấy, anh là khai sự tuổi thật rồi. Lại còn khai tuổi ra đây tuổi nữa. Anh không nên như thế. Thế em phải trả lời thế nào bây giờ? Thôi đừng cãi nhau nữa, bởi vì có một phần rất là quan trọng khi mà thực hiện chương trình này thì trên fanpage của bộ phim 11 tháng 5 ngày có đặt ra cơ hội dành cho khán giả theo dõi bộ phim. Quý vị có cơ hội để đặt câu hỏi với cả hai diễn viên Khả Ngân và Thanh Sơn. Và đây là tổng hợp những câu hỏi được đặt nhiều nhất. Và các em hãy trả lời thật nhanh. Được chưa? Trả lời thật nhanh nó mới khó. Các em có 5 giây để trả lời. Đầu tiên, câu hỏi dành cho Ngân. Ba vật dụng luôn mang theo khi đi quay phim. Dạ, dầu thơm, khăn giấy và nước uống. Nước uống. Trường quay không phục vụ nước uống à? Ok, với Sơn, ba vật dụng hay dùng ở nhà nhưng không mang theo khi đi quay phim. Hả? Nước hoa, lược và bàn chải ạ. Câu hỏi dành cho Ngân, ba cảnh quay tốn sức nhất của bạn. Dạ là cảnh đi tát với bố, xong cảnh nhảy xuống hồ và cảnh dán. Có cảnh dán ở trong đó à? Dạ có. Cảnh ngồi xuống hồ gây lộn với bố ấy, đúng không? Dạ, tát bị bố tát bẹp. Từ cái ngày mà bà ép mẹ cháu đến bước đường cùng để đẻ con trai đấy hả? Mặt dày! Vinh! Cú tát quá bất ngờ. Mà em nói thật, là bố tát thật anh ạ. Anh Diễn ơi, diễn cảnh này nhẹ nhẹ thôi. Em không mở hàm ra được luôn ý. Và quan trọng là anh đạo diễn không cho em khóc cảnh đó. Khi mà em đóng xong cảnh đó, em chạy lên cầu thang, em đứng trong đó em tự khóc 20 phút. Một lần có xong luôn không hay phải diễn đi diễn lại? Dạ, ba lần. Ba lần tát? Vâng, ba lần. Em ăn cú tát nói cho tới bây giờ em vẫn nhớ. Cảm hưởng như là đấy là một cú tát phát ra âm thanh rất lớn và không cần phải hậu kỳ nữa. Bây giờ mới là câu hỏi khó cho Thanh Sơn. 5 giây của bạn. Ba cảnh quay nhiều nước nhất. Ba cảnh quay nhiều nước bắc. Cảnh đứng trên sông Thượng ạ. Cảnh nhảy xuống hồ cá. Cảnh ở trong phòng. Đứng trên sân thượng lấy đâu cho nước? Dạ, đứng trên sân thượng thì người em tự tiết ra nước. Số lượng mồ hôi của em rất là nhiều. Ngay thậm chí ngay tại thời điểm này, ngay tại lúc này khi em đang ngồi ở đây thôi, anh có thể trông bên ngoài bình thường nhưng ở bên trong anh thấy ở bên ngoài đã không bình thường rồi. Dạ, rồi. Em có khăn giấy ở đấy không? Anh chùi đi. Anh tắm luôn rồi. Tiếp. Cứ thấm chỗ nào là chảy chỗ đó. Ok. Bây giờ sẽ là một câu hỏi dành cho Khả Ngân. Diễn viên yêu thích nhất của Khả Ngân ở trong bộ phim này. Dạ. Cần gì đến 5 giây trả lời đi em. Dạ, cô Hoang này, chị Dung và anh Thắng. Sơn thì sao? Ba diễn viên ăn ý nhất của em. Chung rồi Khả Ngân và em thích nhất là chị Vân Dung ạ. Chị Vân Dung. Cả hai người cùng có đáp án chung là chị Vân Dung. Tại sao Khả Ngân? Chị Dung lúc nào ở ngoài lúc nào vui vẻ, dễ thương, cute nhí nhảnh. Nhưng mà khi mà diễn thì chị rất là xuất thần. Đến nỗi mà kiểu em phải kiểu mắt cho A mầm cho O kiểu như này. Và em cảm thấy khi mà chị diễn em nổi da gà. Và đó là cái điều em ấn tượng.
Cứ mỗi lần mà em diễn với chị Vân Dung thì chính cái cảm xúc chị mang đến cho em làm cho em chảy nước mắt. Và điều đấy làm em rất là bất ngờ vì những cái ấn tượng của em về chị Vân Dung thì hoàn toàn khác. Mẹ ơi, là lỗi của con ạ. Con đưa em đi chơi nhưng em không muốn đâu. Hỏng xe cũng là lỗi của con ạ. Đi mau! Mày đừng tưởng tao nhận mày là con. Mày muốn đưa con tao đi đâu thì đi ạ. Mày đi với đàn ông cả đêm mà mày cũng không có định xin lỗi mẹ à? Tất cả mọi người yên lặng và chăm chú theo từng cử chỉ, từng động tác và từng cái nhả thoại của chị Dung. Tất cả không khí lúc đấy trầm hết lại, nhìn theo dõi chị. Được diễn xuất bên cạnh một người đàn chị như là chị Vân Dung chắc là học hỏi được rất nhiều điều đúng không Khánh ơi? Dạ nhiều ạ. Em bây giờ nói thật sự đây là một cái dự án rất là đặc biệt. Từ đầu phim cho tới bây giờ em vẫn chưa có cơ hội để nói lời cảm ơn với tất cả mọi người. Mà em nói thật sự là em ra đây chắc cũng được 6 tháng rồi. Và thật sự 6 tháng trước với cả Ngân và 6 tháng bây giờ thì là một con người hoàn toàn khác. Và nhờ tất cả mọi người và nhờ cái môi trường đã tác động với em và khiến em trưởng thành hơn, khiến em lớn hơn và khiến em có thể vững chắc hơn trong cái nghề nghiệp mà mình đang làm. Đúng không ạ? Đúng ạ. À, cái đoạn đấy thì là một đoạn rất là hay, gây ấn tượng với cả hai người. Nhưng bây giờ có lẽ là một đoạn khác mà rất nhiều khán giả trẻ cũng rất là thích. Và bản thân tôi cũng nhớ đoạn này thật. Bẻ lái nhanh đi anh. Đoạn này vui hơn. Chị mời. Cảm ơn. Chào đấy. Nóng. Từ từ làm gì vội. Không ai thổi như thế đâu Sơn ạ. Chắc là cố tình. Không ai nóng mà ngậm hoài luôn ạ. Sao lại hết nóng ngay? Thổi rồi mà anh. Ok. Xong nhớ rồi bát nhá. Đi ăn đi, sao? Đứng hình ấy. Diễn xuất tuyệt vời của hai bạn trẻ để lại rất nhiều cảm xúc. Tôi thấy hay nhất là cái cách mà giải tỏa cảm xúc sau lúc mà thổi mì cho nhau đấy. Cảm giác rất là vui đúng không ạ? Đúng ạ. Nhưng anh chưa nhìn thấy ai vui mà chống đẩy cả. Có vui mà chống đẩy đúng không? Có. Vui quá. Chính là Hải đang ở trong 11 tháng 5 ngày. Là vâng. Còn Thanh Sơn nghĩ thế nào về diễn xuất của Khả Ngân lúc đấy? Khi mà Ngân diễn cảnh đó thì em có xem. Em có xem đúng không? Vâng, và đúng là cảnh đấy thì rất là đáng yêu. Ừ, rất là đáng yêu. Và ngay tại hiện trường thì khi mà em xem cảnh đấy thì không phải là em đâu. Tất cả mọi người đều tủm tỉm cười khi mà xem cảnh diễn đấy của Ngân. Sự kết hợp dựng hậu kỳ âm nhạc khiến cho khán giả cực kỳ thích đoạn này. Và bây giờ mọi người chỉ còn yêu cầu mỗi một việc thôi là hai bạn sẽ hoán đổi cho nhau từ lúc ăn mì luôn. Mì đã sẵn sàng. Hai bạn của chúng ta đã sẵn sàng, chỉ còn là cảnh quay nữa thôi. 3, 2, 1, diễn! Ăn đi. Cảm ơn. Ngon quá, ngon quá.
Thắng lắm không ạ? Ăn xong nhớ rửa em. Ui anh. Sao anh nha Nhi ơi? Trong phim ăn được mỗi miếng rồi mà. Thôi Sơn. Thế được rồi em ạ. Vâng thưa quý vị, đó là Thanh Sơn và Khả Ngân. Thật ra là anh vui vì được ăn mì, chứ không phải là vui khi mà mình xém chẹm chạm. Thực ra là ngày hôm nay, mọi thứ thì mọi người đã nhìn thấy trên phim rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay đến với cuộc hẹn cuối tuần thì em muốn khán giả nhìn thấy được nhiều thứ hơn nữa. Thì bản thân em nghĩ là Tuệ Nhi sau khi cắt máy thì vẫn ngồi đây ăn tiếp. Đoạn sau đấy cảm hứng của em là đoạn sau đúng không? Vâng thưa quý vị, 11 tháng 5 ngày, bộ phim mà rất nhiều khán giả yêu thích như ngày hôm nay trong trường quay của cuộc hẹn cuối tuần, đó là một phân cảnh thật là đặc biệt. Và quý vị cũng thấy được rằng trong mỗi đoạn cảm xúc của bộ phim 11 tháng 5 ngày thì âm nhạc luôn luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Và ngày hôm nay có một ca khúc đã được thể hiện trong bộ phim 11 tháng 5 ngày. Nhưng quý vị hãy lắng nghe và đoán xem ở trong phân đoạn nào. Mời quý vị cùng thưởng thức. Mà không hề biết phải yêu một người thế.
rồi khi học cách yêu rồi mới nhận ra chúng ta chẳng còn lại gì ngoài chứ. Còn gì đau hơn chứ đã từng trong bộ phim 11 tháng 5 ngày ở đoạn nào nhỉ? Chị Tài Thuận. Một lần hiếm hoi mà anh thấy cả hai cùng đồng lòng với nhau. Ca sĩ Hương Ly, một người mà khán giả cũng rất là yêu thích, có một kênh YouTube riêng với hàng triệu người theo dõi. Nhưng mà tại sao Hương Ly thường chọn những ca khúc buồn kiểu như là Còn gì đau hơn chứ đã từng? Dạ, có lẽ là em là một người sống khá là cảm xúc, cho nên là em cảm thấy rất là dễ dàng đặt mình vào câu chuyện của từng bài hát buồn. Và mình có thể biết cách xử lý từng từng đoạn một trong bài hát. Đấy là lý do mà em đã chọn những bài ca khúc buồn. Nhưng mà đương nhiên thì cũng có xen kẽ những một số bài hát mà có tiết tấu nhanh hơn một chút, hoặc là mang đậm chất âm nhạc dân gian đương đại. Vì đấy cũng là một cái thế mạnh của em khi mà em được đào tạo từ nhỏ để học chuyên nghiệp về âm nhạc truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Bạn chơi được bao nhiêu loại nhạc cụ? Dạ, em chơi được 3 loại nhạc cụ. Đó là đàn tì bà, là đàn chuyên ngành chính của em, đàn bầu và đàn piano ạ. Và trong nhiều ca khúc Sơn với Ngân ạ, là trong cùng một đoạn quay lại trên YouTube thì bạn ấy đệm đàn tì bà trước, sau đấy thì cùng một lúc đó phối nhạc thì có một đoạn biểu diễn bằng keyboard nữa. Em thì có biết kênh YouTube của bạn. Nó rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại Hương Ly ở phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Chương trình sẽ tạm dừng trong giây lát. Chúng ta sẽ gặp lại Hương Ly, chúng ta sẽ gặp lại Thanh Sơn và Khả Ngân trong những câu chuyện rất thú vị trong phần tiếp theo. Đừng rời máy thu hình của mình. Câu mà em diễn đạt nhất có lẽ là tao. Tôi muốn bạn nhìn lại một số hình ảnh của bạn. Cả tôi và cô đều không có đủ tư cách để nói về sự được mất trong cuộc đời của người khác, vì chúng ta không sống cuộc sống của họ. Chúng ta nên tự chừng trị, đừng có trông chờ vào ông trời. Ông ở xa lắm. Không phải đao kiếm hay súng đạn, mà chính lời nói mới là thứ vũ khí sát thương kinh khủng nhất. Tính cháu thù dai mà, không trả thù khó chịu lắm. Ăn không ngon ngủ không yên. Và rõ ràng đấy không phải là cách giáo dục con cái hiệu quả. Vậy nên có sản phẩm kém chất lượng như là cô. Gì chứ trả thù thì tao rất kiên nhẫn. Tao có thể dành cả đời này để sưng si những đứa tao ghét. Chúng ta cùng quay trở lại với Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Trong trường quay cùng với chúng tôi là Thanh Sơn và Khả Ngân. Quý vị có thể thấy rằng 11 tháng 5 ngày, một bộ phim nói về những con người trẻ tuổi đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Và biên kịch của bộ phim đã khéo léo lồng ghép rất nhiều những triết lý, những cách ứng xử của những con người trẻ tuổi bằng những lời nói trong những tình huống khác nhau của cuộc sống.
Nào bây giờ Khả Ngân và Thanh Sơn, bạn tâm đắc nhất với những câu triết lý nào mà các bạn đã thể hiện trong phim này? Khả Ngân, câu mà em diễn đạt nhất có lẽ là tao. Đúng, thật sự là đây là bộ phim đầu tiên mà có rất là nhiều câu nói mà để em phải nhớ mãi luôn ấy. Ngay trong đoạn vừa rồi thì có một câu em rất là ấn tượng. Không phải đao kiếm hay súng đạn mà chính lời nói mới là thứ vũ khí sát thương kinh khủng nhất. Và em nghĩ là câu nói nó đúng trong hoàn rất cảnh nhiều hiện trường tại hợp. Luôn. Một bộ phim nói về hai con người trẻ tuổi đối mặt với những thử thách của cuộc sống, các bạn có thấy một chút gì đó cũng phù hợp với cả chính mình ngoài đời không? Em nghĩ là có à. Và cái thuận lợi đầu tiên của em đó chính là khi mà em ra ngoài Bắc chỉ có một mình thôi, thì cũng là lúc khoảng thời gian Tuệ Nhi bước ra khỏi nhà và sống ở khu trọ. Và em nói thật là khi mà em ra đây em làm việc ấy, đôi lúc kiểu cũng buồn, cũng tủi, cũng cô đơn. Đây là lần đầu tiên trải nghiệm mà em đi làm xa, đã vậy em còn ở đây khá là lâu nữa. Trong quãng thời gian đó bạn có nhớ bà không? Bởi vì tôi biết được rằng là Khả Ngân yêu quý hai bà rất là nhiều, gắn bó rất là nhiều. Thật bạn thì... bạn có nhớ nhà không? Dạ nhớ. Thì sắp tới cũng sắp tới trung thu nữa cho nên là kiểu em biết là đi làm xa xong rồi mình làm trong khoảng thời gian mà nó cũng hơi khó khăn nữa thì hai bà rất là xót, ngày nào cũng gọi, xong rồi gọi kiểu biết em kiểu làm việc mệt này, xong rồi em còn kiểu ốm biết gì kia nữa. Thời gian đầu thì em còn chịu khó FaceTime. Nhưng thời gian sau em cứ để như này em không có dám. Không dám để cho hai bà nhìn mặt nữa đúng không ạ? Lại hỏi là đâu rồi, cân nặng đi đâu hết rồi, hai cái má đâu hết rồi. Nhưng mà em cũng an ủi và em cũng động viên là thôi, đây là dự án rất là tốt đối với con. Con nghĩ rất là khỏe, không sao cả. Và quan trọng là hai bà phải giữ đủ sức khỏe, không được đi đâu, ở yên ở nhà đó và cần cái gì thì cứ báo con và con sẽ tìm cách. Rất là tháo vát, quan tâm từ xa. Bà có thể yên tâm nếu hai bà theo dõi chương trình này thì anh bạn ngồi bên cạnh quan tâm rất là nhiều, mì cũng ăn rất là nhiệt tình. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một chút với con đường tiến lên thành công của Thanh Sơn và Khả Ngân. Thanh Sơn, một anh chàng sinh viên xuất sắc ở trong trường sân khấu điện ảnh. Những năm tháng học phổ thông thì cũng rất là vất vả, nghe nói là đội sổ. Sau đấy thì vào trường điện ảnh, học rất là tốt. Bạn có thể nói gì về con đường vươn lên của mình? Em muốn mang đến sự thú vị trong tất cả các vai diễn của mình. Không quan trọng là em sẽ làm vai gì, vai tốt, vai xấu, vai phản diện, vai gì cũng được. Và cái điều thứ hai mà em luôn tâm niệm đấy là bộ phim sau phải hay hơn bộ phim trước. Bộ phim trước, đúng. Và điều đấy em sẽ thể hiện qua chính những vai diễn tiếp theo của mình. Đúng không ạ? Đúng ạ. Chắc chắn là như vậy. Còn Khả Ngân, tôi muốn bạn nhìn lại một số hình ảnh của bạn. Hot girl Khả Ngân. Sơn nói thật đi, em có nhận ra đây là Khả Ngân không? Anh nói thật là anh không nhận ra. Em... Tức là mình không nhận ra. Đây là năm bao nhiêu tuổi Khả Ngân? Dạ, này là em 15 tuổi ạ. 15 tuổi, cách đây gần 10 năm, 9 năm rồi. Thời đó cân nặng là bao nhiêu Khả Ngân? 50 mấy, gần 60 ạ. Gần 60 cân. Và bây giờ chỉ có 42 cho đến 43 cân. Dạ, em không biết tại sao nó sụt nhanh như vậy. Thật ra là... Ôi ôi. Lại càng phải đồng ý về điều đó. Yeah. Và bây giờ nếu để quay ngược thời gian, khi chúng ta nhìn lại, bạn đã học boxing, tập bơi lội, nhưng cuối cùng không theo nghiệp thể thao mà lại theo nghiệp diễn xuất. Điều gì đã xảy ra? Thực ra từ bé chỉ có một mình em trong gia đình là cũng đi theo thể thao. Em cũng chơi rất là nhiều môn và cuối cùng là boxing.
cái máu thể thao trong con người em nó ngấm dần, và lúc trong đầu nghĩ là sau này lớn là em sẽ làm tất cả các việc sẽ liên quan tới thể thao thôi. Em sẽ mở được phòng gym này, hoặc là em sẽ làm huấn luyện viên, hoặc là em sẽ tham gia những chương trình, hoặc là làm cái gì tất tần tật liên quan tới thể thao là được. Nhưng mà cuối cùng thì nhưng em mà cuối trở cùng thành tự nhiên con đường em rẽ lối nè. Lúc đó là em đúng đứng ngã ba luôn. Đây là nhà em nè, giờ rẽ qua đây làm huấn luyện viên nè, thể thao nè, rẽ ở đây là nghệ thuật nè, bây giờ chọn đi. Thì xong em cũng xoay qua em bảo nội là thôi, nội cho con thử đi. Vì con nghĩ là đây là cái cơ hội và không phải là ai cũng có đâu. Em thì sao, Thanh Sơn? Có bao giờ mà Sơn nghĩ rằng là mình có thể thay đổi một điều gì đó để cho con đường sự nghiệp của mình bằng phẳng hơn, nhiều vai chính hơn và có thể được ghi nhận sớm hơn chẳng hạn? Có thể là những cái sản phẩm của em trước đây có những cái thất bại và em luôn tìm thấy được niềm vui khi mà xem lại cái sự ngô nghê của mình. Nhưng mà nếu không có những sản phẩm như vậy thì sẽ không có Thanh Sơn ngày hôm nay. Vì vậy mà mỗi khi em xem lại và em vui lắm. Ví dụ như là nhìn lại cái hình ảnh lúc đấy, trời ơi, em cảm thấy rất vui vì hiện tại em đã thay đổi được như thế này. Đúng không ạ? Đúng ạ. Anh với là Ngân cũng cảm thấy rất là vui. Cười suốt từ đến giờ. Thanh Sơn và Khả Ngân, một điều tôi cũng rất ấn tượng thưa quý vị khán giả, đó là luôn luôn sẵn sàng chấp nhận những thử thách và luôn luôn thử những điều mới mẻ. Hai bạn sẽ có hai lựa chọn, một là boxing, hai là song ca cùng với nhau. Song ca. Khán giả thì thích cả hai luôn ấy. Vừa song ca vừa boxing. Vừa song ca vừa boxing. Bài nào giận dỗi nhỉ bạn? Em đã từng đánh boxing với Hà Ngân rồi và em đã thua. Đã thua, kỹ năng hay lắm hả Sơn? Dạ vâng ạ. Anh hỏi thì tôi chuyện tất nhiên anh không muốn thử rồi, boxing thì tôi không thử. Nhưng nên song ca đi ạ. Một cái ca khúc hợp với cả Đăng và Nhi, có thể là cả hai cùng biết. Trái tim không ngủ yên. Nó hờn dỗi một chút. Hai bạn biết bài này chưa ạ? Dạ biết ạ, bài đó dễ ạ. Biết thì bây giờ phải thử. À dễ, rồi xin rồi. Ý của em là bài đó dễ ạ, em đang hỏi. Bài đó dễ ạ, rồi bài đó dễ. Bài đó dễ, ít nhất là dễ nhớ đã. Và bây giờ sẽ là Trái tim không ngủ yên. Ra anh đang dối mình, còn anh nói đã cho yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Toilet. Tôi gợi ý nhá, cái này cho vào mồm.
Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Và chỉ ít phút trước đây thôi, chúng ta đã được lắng nghe giọng hát của Thanh Sơn và Khả Ngân. Thực ra là Tuệ Nhi và Hải Đăng. Bởi vì lời bài hát này cùng với diễn xuất của hai bạn càng làm tôi thấy rằng là bộ phim 11 tháng 5 ngày có rất nhiều đoạn có thể trở thành một phần ở trong MV của bài Trái Tim Không Ngủ Yên. Có thể là sau chương trình này thì hy vọng là các anh đạo diễn có thể xem xét về vấn đề đó. Ừ. Và mọi người cũng có thể xem xét về cái ước mơ của mình và tập trung cho việc diễn xuất. Không, nhưng mà anh ơi, lần đầu tiên mà em được hát với kiểu mấy anh ban nhạc vừa ngầu mà kiểu trực tiếp như thế này. Cái thứ hai là em cũng hơi buồn là vì cái bài hát em chưa có chuẩn bị. Lúc đầu khi mà nhận lời diễn phim này và ra Hà Nội, có lẽ là trong đầu hình dung ra mọi trải nghiệm về thủ đô, một thành phố mình chưa bao giờ được trải nghiệm. Nhưng cuối cùng thì dịch Covid đã thay đổi tất cả. Khi mà ra đây trong khoảng thời gian đầu thì vẫn còn ổn ổn tí. Nhưng mà bắt đầu đùng một phát vào cái thời điểm mà giãn cách thì em ơi, thực sự là nói thật là em cũng hơi bị kiểu mình bị bí bách ấy. Tại vì nếu mà ở trong kia thì mình sẽ xoay sở được nhanh hơn, còn ngoài này chỉ có một mình nên là mình cũng không quen rồi cũng không biết làm cái gì. Nhưng mà bù lại em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, đó là sự đón nhận của khán giả cho bộ phim 11 tháng 5 ngày này. Còn kỷ niệm làm phim thì sao? Em đã test Covid bao nhiêu lần? Mình không nên đến. Có thể nhiều lắm anh ạ. Là nhận cứ... cách tích cực là dạo này là tình trạng về sụt xịt của em là giảm hẳn vì em được test Covid thường xuyên. Rất là thông thoáng. Rất thông thoáng đúng không? Đau lắm anh ạ, chịu không nổi luôn ấy. Nhưng mà em biết cái đó là an toàn và tốt cho sức khỏe của mình ấy. Xong cứ lâu lâu như thế nhưng mà em cảm thấy ok mà. Quen. Cảm giác mới lạ lắm anh ạ. Đúng là trong khoảng thời gian này không phải là vất vả mà là khó khăn mới đúng. Nó không như mình mong muốn, nó không như những cái gì mà kế hoạch mình đặt ra. Nhưng mà cái sự đó, những đồng nhiệt của khán giả thì đó là một cái gì đó bù đắp lại cho chúng em. Và ngày hôm nay thưa quý vị, trong Cuộc Hẹn Cuối Tuần thì cũng có một nhân vật mà chắc là Khả Ngân quên chưa nhắc tới. Bởi vì anh ta cũng rất là hâm mộ Khả Ngân và rất là thích bộ phim này. Khả Ngân hãy cùng theo dõi. Trời, sao chương trình sốc quá vậy? Đưa ra cái này tới cái kia. Anh đây. Anh yêu, anh đang ở đâu đấy? Anh đang trong toilet. Bật video lên cho em xem, nhanh. Tại sao anh không dám bật lên cho em xem? Anh có gì mà ám à? Xem á? Thôi, xem cái này làm gì? Để tí nữa anh gọi lại nhé. Em yêu à? Lâu quá không gặp nên nhớ à? Mình đi chơi đi. Ôi không được. Phải qua tháng 9 mới giãn cách mà em. Vừa thêm 2 tuần rồi. Mà sao nghe giọng em ngạt thế? Hay là dương tính rồi? Em chỉ bị ngạt mũi thôi. Chắc là do thời tiết ấy. Bây giờ được người yêu chở đi chơi, em sẽ lập tức khỏi ngay. Thôi, nghe anh. Khi nào có thẻ xanh Covid, mình ra đường yên tâm hơn. Không đi chơi cũng được. Vậy thì đi uống rượu với em. Nhưng mà vượt chốt sao được? Với cả tối nay anh còn phải xem futsal đội Việt Nam ấy. Rồi còn phải chờ iPhone 13 ra mắt nữa chứ. Tối đó Nhi giận Hoàng. Nhi đòi chia tay. Nhi cứ cố ra đường. Nhi bị phạt 2 triệu. Nhi khóc. Nhưng đen đủi vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhi à, chị nhắn tin rồi đấy. Em phải tạm nghỉ việc thôi. Chỉ ai tiêm vaccine rồi mới được đến công ty. Mà em thì cứ kén chọn, không chịu đi tiêm. Chị xin lỗi. Nhi thẫn thờ. Nhi biết mình sai rồi. Nhi lại khóc. Vừa ăn vừa khóc. Nhi nhớ Hoàng.
Thôi được rồi, coi như anh thắng, tôi thua. Tôi sai được chưa? Không được, như vậy nhục lắm. Đấy, Sông Ngân lại cứ giấu cả mọi người. Giấu gì ạ? Quãng thời gian rất ngắn mà cũng có cả bạn trai ngoài Hà Nội. Nhưng mà anh cũng soi xét bạn trai vừa vừa thôi. Anh Hoàng. Thì mà lúc nào cũng... Là anh Hoàng đúng không? Anh Hoàng đấy. Cảm ơn sự... Như là trong một phần của bộ phim đúng không ạ? Và ngày hôm nay tham gia diễn xuất cùng với cả Tuệ Nhi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón Việt Hoàng, anh da nâu của cuộc hẹn cuối tuần. Tuệ Nhi. Thôi Hoàng thôi. Anh cứ để em. À, ok. Em và bạn ấy đã có quan hệ rồi. Rồi. Nhi. Dạ. Không có gì là nhục cả. Anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Còn chuyện của chúng mình, phải nói thật lòng, còn chuyện của chúng mình thì Sơn, em lo rất cần gặp lại cho anh. Vâng, anh tin là em làm được, đúng không ạ? Đúng ạ. Nhất trí. Alo, em bị sang kiến tâm lý. Cái cuộc bàn giao này nó là tất yếu thôi. Tại vì thực ra là trong quá trình theo dõi đã làm phim thì tôi phát hiện ra là Khả Ngân và Thanh Sơn rất hợp nhau. Hai bạn có chung một dạng hội chứng, nó gọi là hội chứng sợ, phobia. Và hãy cùng xem những sự thật phía sau hội trường. Đây là phân cảnh mà Khả Ngân sẽ ôm con gà chạy vào nhà. Một cảnh tầm chục giây thôi, nhưng anh em trong đoàn đã phải cố vũ làm công tác tinh thần cho nữ chính mất vài phút. Làm đi em, bế nó đi, ôm nó như ôm cún đi. Ngân chắp tay cầu nguyện. Ngân chỉ nhớ là mình thích món gà luộc, gà nướng với lẩu gà. Chứ gà sống sao nó lại đáng sợ thế. Rồi chạy vào. Nó rơi mất. Anh bỏ tay ra là nó rơi. Chặt vào. Anh bỏ tay ra là nó rơi. Đấy rồi, bé Ngân giỏi quá. Nào chạy vào trong nhà luôn. Đấy, với Thanh Sơn thì truyền thuyết về một thanh niên sợ gián đã lan truyền từ lâu. Chỉ cần nói đến từ gián thôi thì tung vào người Sơn một chiếc lá, Sơn cũng hoảng loạn. Còn đây là phân cảnh mà Sơn tiếp tục dùng gián để dọa Ngân. Đoàn phim đã tận tình chuẩn bị cả một dàn tiểu cường đều đã chết để Sơn đỡ sợ. Nhưng với nam chính thì vẫn chỉ một câu thôi: trời đã sinh Sơn sao còn sinh gián. Chúng ta phải xác nhận lại Hoàng ạ, để xem điều này là có thật không. Đó là thật hay diễn hả Sơn? Diễn. Hay được mình thử bằng dán thật. Phải thừa nhận rằng đây là cái phim mà VFC huy động cái dàn dán quần chúng là nhiều nhất từ trước đến giờ. Về khía cạnh khoa học thì thực ra hội chứng sợ gà hay là sợ dán của hai bạn nó đều có tên cả. Đó là Blastophobia và Alectorophobia. Thực sự là đọc xong tôi thấy nó nguy hiểm. Gọi là hội chứng bởi vì thực ra đây là một loại rối loạn lo âu mà thôi. Mà người mắc thì luôn cảm thấy là sợ hãi cao hơn so với mức độ nguy hiểm thực tế. Và nỗi sợ có thể đến từ bất cứ thứ gì. Nghe thì kỳ quặc nhưng mà có những người thì mang theo hội chứng sợ tắm này, sợ màu sắc này, sợ bong bóng này, thậm chí là sợ cả tiền nữa. À, có hội chứng sợ cả những từ dài. Mà chớ chiêu nhất, đó là tên khoa học của nó lại là một từ vô cùng dài. Hippopolomontrosis cryptodaliophobia. Tôi bắt đầu sợ. Khoa học thì cũng đã tìm ra việc là sinh ra hội chứng sợ là có thể là do di truyền hoặc là ám ảnh ký ức. Vậy thì tôi thực sự là rất tò mò là không biết việc sợ gà với sợ rán của Ngân và Sơn là do bẩm sinh hay là do tập luyện. Nghĩ về chuyện đấy thì hồi em khá là nhỏ, lúc đấy em có bị một con rán, và đấy cũng là tình cờ là ngày mà em phát hiện ra rán biết bay. Và nó đã bay vào trong áo của em, và nó ở trong áo của em chắc phải hơn 2 phút. Mà rán là mình càng chạy nó lại càng bay theo đúng không? Vâng, nó cứ bay ở trong áo thôi. Đấy, vâng, đại ý là thế. Thực ra ở góc nhìn khác thì hội chứng sợ đôi khi nó cũng có ích.
nó tạo ra những cái cơ chế phòng vệ từ xa, phải không ạ? Và ví dụ như là nguy hiểm nhất là bây giờ là những ai đến giờ còn chưa biết sợ Covid là gì. Đó mới là những người gây ra nỗi sợ cho cả cộng đồng. Và hội chứng sợ cũng có thể thay đổi theo hoàn cảnh mà. Như là cách đây vài tháng thì còn có những người sợ tiêm vaccine, thì nay thì có những người sợ là chưa có vaccine mà tiêm thôi. Với hội chứng sợ thì việc của chúng ta chắc chắn rồi không phải là cố xóa bỏ hoàn toàn, nó quá khó, mà là phải kiểm soát. Chính vì thế sẽ có một thử thách cho hai khách mời của chúng ta ngay bây giờ. Hãy trở thành những người dũng cảm biết sợ cái đáng sợ. Mời hai bạn. Yeah. Anh Hoàng không nói tới việc lựa chọn có hay không. Nào, giờ xin mời hai khách mời và anh Quốc Khánh lên phía trên này. Chào mừng đôi trẻ của chúng ta đến với thử thách của cuộc hẹn cuối tuần mang tên vượt qua sợ hãi. Thôi. Mời bạn. Mình mạnh dạn lên. Chắc bạn cũng đoán ra rồi. Tôi sẽ đặt những thứ đáng sợ nhất, những thứ có thể gây ra hội chứng sợ đối với đa số mọi người vào trong này. Tức là sợ hơn những gì mà các bạn đã trải qua. Như thế thì mình mới vượt qua được cái nỗi sợ cũ để bắt đầu một cái nỗi sợ mới. Chính thế. Đấy nhá. Và nhiệm vụ của các bạn dĩ nhiên rồi là sẽ cho tay vào đây để đoán xem bên trong nó là cái gì. Rất tiếc khi phải nói rằng là nỗi sợ của các bạn là niềm vui của chúng tôi và khán giả. Thật là cái hộp này không bao giờ đựng được con gà đâu, nhưng mà dán thì không được, bởi vì là mình phải có một cái gì đấy đáng sợ hơn thì mình mới làm quên cái nỗi sợ dán. À thế nhờ, thế chắc chắn không phải là dán. Không phải là dán. Rồi Sơn chắc là người bắt đầu trước đúng không? À. Thử thách thuộc về Khả Ngân. Thực ra có một điều rất là thú vị trong trường quay là đội ngũ biên tập và quay phim của chúng tôi luôn luôn tạo ra không khí căng thẳng hơn một chút, cho em xin một chút nhạc căng thẳng. Thôi đừng. Thôi, nhạc phù hợp với cái con này đi ạ. Không đâu anh ơi. Chết rồi, giờ sao chúng vô? Ta không có nhiều thời gian với nó đâu, nhanh. Không tới. Cẩn thận. Đau, cổ tay. Anh ơi, con gì vậy anh ơi? Nhanh lên nào, tôi không giữ được lâu đâu. Nó đây hả anh? Đúng rồi, thằng chúa. Em ơi, ghê lắm anh ơi. Anh ơi. Chạm vào chưa? Chưa. Chưa thích có ghê gì nhỉ? Đấy thôi. Cẩn thận. Trời ơi. Mình. Con gì vậy anh ơi? Con gì vậy anh ơi? Em thấy nó cứ mềm mềm sao ấy? Không. Sắp nhận câu trả lời của mình. Cái gì nó dài thế hả? Rồi, thế bạn có câu trả lời của mình chưa? Trò chơi con nít thì chơi đúng không ạ? Cái slam đúng không ạ? Slam. Rồi, mình mạnh dạn, mình nhắc hẳn lên thôi. Củ gừng và slam. Mất 10 phút của chương trình chỉ để sợ một củ gừng lúc ngắn. Rồi, Thanh Sơn rất dũng cảm. Thử thách thứ hai. Cái gì? Sao nó lại di chuyển rồi? Không phải là... Và đó là... Cái gì đây? Câu đó là chúng tôi hỏi bạn. Bạn không hỏi chúng tôi. Đơn giản mà. Ngoan nào. À, mời bạn. Không phải là dán thì không có gì. Sợ không có gì. Đúng rồi, không có gì phải sợ. Sợ gì, không phải dán đâu. Tôi gợi ý nhá, cái này cho vào mồm được. Nó động đậy. Ngân đâu rồi? Đâu rồi. Thực sự là em sẽ phải đoán nó là cái gì đấy, kể cả cái lưỡi. Theo như đánh giá suy luận của em thì em nghĩ đây là một con thuộc hệ trên trời, trên cạn hay dưới nước? Dưới nước. Em chả nghe mùi tanh. Nó không cắn đúng không? Nó không cắn. Em cảm thấy trong này nó hơi ẩm nha. Vậy là con rồi. Nó mới lè lưỡi đúng không? Vẫn chưa chứ. Đúng không anh? Với cái độ dài của nó. Chỉ là con cá trạch thôi mà. Ôi, nó tiếp tận 1, 2, 4 con luôn. À, và bây giờ chúng ta sẽ bước vào lượt chơi cuối cùng. Nào, Sơn cho tay vào rồi, bắt đầu nào, cổ tay rồi. Thêm một chút nữa đi bạn, thêm một chút nữa đi. À!
có tấn công em. Mắc cái gì mà anh quýnh em? Ơi xuống. Ngồi đi. Tương ớt đi. Em nghe tương ớt đó. Rõ ràng là tương ớt mà. Nào mời Ngân. Con kia nó chạy ra góc rồi nhỉ? À đây rồi. Tới chưa anh? À, chưa tới, chưa em tới. Em còn chưa cho mà. Chưa cắn đi. Một cô gái mạnh mẽ. Cắn đi, cắn đi. Cắn đi. Lại lại cắn đi. Bẹt đi. Cắn rồi. Không cho cô nào. Đứng im ra đi. Ai? Đứng im. Ai? Câu hỏi là ai? Bây giờ câu hỏi bây là giờ ai? Bây giờ là ai? Tay con gái. Con gái. Tay con gái. Có đeo bao tay nữa. Là đó ai? Chưa? Là ai? Ai biết? Ủa, rất quen thuộc với em mà. Hãy nói một cái tên. Có quay chung không ạ? Khó nói. Có làm chương trình không ạ? Có làm bữa trưa vui vẻ không ạ? Thế thì quá nhiều dữ liệu. Trang bụng tạt á? Ừ. Cái tay đấy không thể là tay của Trang được. Nói chung em cũng hoài nghi lắm. Tại vì cái móng cứ cục cục sao á. À, ok. Tay mụ mịm lắm. Là một cái tên. Để cho người đấy có thể bước ra ngoài ánh sáng. Chơi chung nha. Ừ. Ok. 2, 3. Trang. Trang. Nào mời Trang bụng tạt. Mời Trang bụng tạt ra. Ôi giời, mệt quá. Đến 2 tiếng ấy nhỉ. Được quý vị, chung ruồi. Cuối cùng thì Long Đần đã được quay trở lại cùng với hai bạn diễn của mình, Đại Đăng và Tuệ Nhi. 20 phút ở trong đó như thế nào? Chung ruồi. Hơn 20 phút. Trong phải 1 tiếng. Em có thể nói thế nào về hai bạn diễn của mình sau khi em đã tận mắt chứng kiến họ trải qua những thử thách về nỗi sợ hãi ở đây? Em không bất ngờ lắm bởi vì hai bạn diễn này đi đoàn cũng rất là nhát, nhưng mà sẽ chắc chắn là khán giả sẽ rất thất vọng về nhân vật Tuệ Nhi. Vì Tuệ Nhi xây dựng là một tiểu thư rất là cứng rắn, và ngày hôm nay thì sợ cả một củ hưng. Cùng gương không xứng đáng để được ở cái phòng trọ dãy trọ của mình. Chết rồi. Mất. Bây giờ điều rồi. Quan trọng nhất là lấy lại hình ảnh đó, và có một người cũng rất đặc biệt. Nhân vật đó thì chưa xuất hiện trong bộ phim và là một nhân vật của chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, và đó sẽ là người cứu vãn cho em để em có thể lấy lại hình ảnh của mình. Một người cứng rắn, một người không sợ gà, một người không sợ rán, một người không sợ bàn tay. Và đó là Huyền Trang. Vô tạc. Xinh rồi. Yeah. Thay đổi. Yeah. Đăng. Cứ gặp Khả Ngân là phải bốc xinh đúng không? Chúng em đứng gần vào Trang. Vâng. Em đứng gần vào Trang. Thấy còn đấm chào nó đến đâu. Cái vật dụng mà tôi mang tới đây không phải là dành cho tôi. Tôi sẽ chuyển lại cho những người mà cảm thấy nó quen thuộc hơn. Đấy chính là Khả Ngân và Thanh Sơn. Mỗi người một chiếc à? Vâng, mỗi người một chiếc, ai thuận tay nào thì đeo tay đó ạ. À, không được, hai người cùng thuận tay phải thì sao? Bây giờ đeo găng tay vào rồi thì Ngân có thể thể hiện một chút vài động tác để cho chúng tôi học hỏi được không? Ngân đừng quên đi. Đấy, rồi, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho Hải Đăng với phần thử ăn đấm của Tuệ Nhi. Ồ, xin mời. Wow, go! Chết rồi, có một tay thì sao? Ôi, ôi, wow. Ôi. Đúng rồi ạ, rất chính xác. Nhưng tuy nhiên đây không phải là cái phần ám ảnh của hai bạn nữa. Hai bạn đừng vội mừng. Có thể vừa nãy anh Hoàng Brown, anh Hoàng Gia Nâu của chúng tôi giúp cho các bạn đối diện với nỗi sợ hãi. Không biết. Còn tôi sẽ là người giúp cho các bạn đến gần hơn với nỗi sợ hãi đấy. Và thêm nữa là tôi xin được trân trọng kính mời Long Đần, Chung Ruồi sẽ là người đồng hành với bạn trong phần vượt qua sợ hãi này. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, đúng. Các bạn sẵn sàng nhá. Dạ. Bây giờ là có thêm năng lượng này, có thêm khí thế này, và có thêm cả đạo cụ nữa. Chúng ta sẽ bịt mắt. Ôi trời ơi, chết rồi. Bịt mắt đập nhau rồi, bịt mắt đập nhau rồi. Em ơi, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Ok, tất cả các sức cả. Còn tôi không biết là tinh thần của hai khách mời như thế nào đây ạ. Và Chung Ruồi sẽ là người để hỗ trợ Khả Ngân và Thanh Sơn bước đến
cái vạch đích cuối cùng. Không em mà đâu đấy. Đây. Đây đang mãi tập. Là anh em tốt đúng không ạ? Mãi là anh em tùy. Ngoài cầu ạ? Đúng. Bập bênh ạ? Đúng rồi, anh phải tự cứu lấy bản thân nhá. Đấy, đi thôi. Sao chương trình đầu tư thế ạ? À? Sao cao thế ạ? À? Đúng rồi. Rồi. Rồi, còn 9 bước nữa. Rồi. Rồi, từ từ. Bạn từ sẽ đứng nguyên từ từ. Nhảy qua không ướt, nhảy qua không ướt. Rồi. Cái gì đấy ạ? Sao thế? Bạn nhớ nhá, bạn phải đứng đây chờ Khả Ngân bước đến cùng với bạn. Với Khả Ngân thì chắc là tôi phải nhờ đến anh Quốc Khánh. Đúng rồi đấy ạ. Bước xuống đi em, bước xuống. Cái gì vậy? Không, thấy chân đẹp quá anh cười thôi. Thế em sẽ đi lên cao một chút. Em đang đi ở đi, phía. Đi đi. Không đi được đâu. Sao em nhức đầu ấy nhở? Bước qua. Gần tới đích rồi. Sao ghê ấy nhở? Cẩn thận là mép cầu đấy. Mày đến đích rồi. Nào. Giống như Thanh Sơn, cái này là bạn phải nhảy qua này. Đúng rồi, đúng rồi. Cảm giác là nhảy gần đến mét đấy nhở. 1, 2, 3. Em nhảy quá rồi, em nhảy quá rồi. Rồi rồi, lùi xuống một chút. Thôi, cẩn thận vào gai, cẩn thận vào gai. Không lùi đâu, không lùi đâu. Bước xa xuống nước. Này em bắt đầu thấy sai sai nhở. Sao ở đây rộng thế ạ? Vị trí, đúng không ạ? Đúng ạ. Rất chính xác. Bây giờ sẽ là nỗi sợ hãi của các bạn, nỗi ám hành của các bạn, và các bạn sẽ tiêu diệt chúng nó. Nào. Nào, tung cú đấm của mình. Trước mặt mình hả chị? Dạ vâng. Trước mặt. Đếm đi. Cô gái boxing nào. 3 Em ơi, 2 đứng nguyên 2, một chỗ. Quả 2 1 Xuất bóng. 3 Và cú đấm vào không gian quen thuộc. Còn bây giờ đến với Thanh Sơn, bạn là đàn ông, bạn phải thể hiện sự mạnh mẽ hơn. Mình bỏ qua câu chuyện giới tính ở đây đi. Đấm. Bây giờ bạn sẽ đấm vào nỗi sợ hãi của bạn. Bạn hãy nghĩ trong đầu bạn sợ đấm cái gì nhất. Nỗi sợ hãi của bạn nữa, quay đấm bùn bàn luôn. 3, 2, 1 Em đi, đấm không lên. Cái gì nhá? Cái gì nhá? Tôi đã lường trước được nước đi này. Sau ngày hôm nay, tôi nên liên hệ Thanh Sơn để lấy một bộ răng mới. Xin lỗi. Sao vậy chị? Vâng, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là hai khách mời của chúng tôi thì đã vượt qua được nỗi ám ảnh rồi. Còn người ám ảnh còn lại là bây tôi. Bây giờ là tôi. 2 hours later. Thanh Sơn và Khả Ngân thì đã vượt được qua nỗi sợ hãi và đập tan nỗi sợ hãi của mình. Bây giờ sẽ là lúc mà các bạn thể hiện được điều đó trước quý vị khán giả. Vượt qua sợ hãi. Và họ đã vượt qua sợ hãi, bây giờ sẽ là tiết mục ăn mừng dành cho các vị khách mời. Hãy cùng chờ xem. Đừng để quay em mình đúng không? Sẽ nhờ sân khấu cho các bạn. Đánh răng rửa mặt giặt quần áo. Trời ơi. Ăn quần áo. Quần áo, quần áo. Chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sống ngày rồi.
dù ba mẹ chờ mong, anh biết không, họ muốn có trái bông. Chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không? Nhìn vào đôi mắt em, thấy sao một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút. Dù xuyên qua nhà thằng Minh Khai không thật, cơ mà có hẹn với em, anh lại bảo tối nay tao đi sinh nhật thế nhá. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc sáng giờ chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơi nhiều nên anh phải nghĩ sao nói vào tai. Tại vì most of the time em trong tâm trí anh hết thời gian. Ngồi với em chút thôi, được không? Và chúng ta cũng đã đi tới phần cuối của chương trình ngày hôm nay với một cuộc phiêu lưu thực sự. Các bạn ạ, chưa bao giờ cuộc hẹn cuối tuần đưa khách mời của mình đi qua những giới hạn như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu bằng một cuộc tranh luận giữa hai nhân vật ở trong 11 tháng 5 ngày. Đó là Hải Đăng và Tuệ Nhi. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ ký hợp đồng đầu tư cho hai em để mở cái quán cà phê và bánh. Anh cũng mong rằng là trong tương lai 20 tập nữa để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả thì các em, cả Trang nữa, một nhân vật mà hứa hẹn cũng sẽ gây bất ngờ trong tập tiếp theo của 11 tháng 5 này. Hy vọng rằng tất cả sẽ mang tới một không khí thực sự đáp ứng lại kỳ vọng của khán giả cho một trong những bộ phim được quan tâm nhất trên truyền hình vào thời điểm này. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả đã dành thời gian tới chương trình ngày hôm nay. Và quý vị, cuộc hẹn cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Quý vị hãy thưởng thức tiểu phẩm hài của tuần này và quay trở lại với cuộc hẹn cuối tuần tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Xin kính chào tạm biệt. Ê, vợ thấy không? Thấy nhá. Ghế ngồi thì rộng rãi nhá, không gian thì thoải mái nhá, đầy đủ tiện nghi. Này, hả? Chồng phải nói mãi, đại lý mới cho mượn đấy. Thế á? Cho mượn một ngày để hai vợ chồng mình đi thử, nếu thích thì mình bỏ tiền ra mua. Mình cũng phải có một cái xe ô tô để thỉnh thoảng đưa vợ đi chơi hay đưa vợ đi làm. Thế sao không mượn 2-3 hôm cho nó được sung sướng về một ngày? Thôi. Cái gì kêu ấy? Điện thoại. Cái gì đâu mà. Thế này, điện thoại gọi đến nó vào máy này, nhưng mà anh sẽ kết nối sang Bluetooth. Thế nó kêu này thôi. Yeah. Điện thoại à? Ừ. Để anh thể hiện cho em xem nhá. Nhìn thế này. Alo. Alo anh à, anh rảnh chứ? Ờ thì anh nói chuyện với em được không? Ờ thì sao thế? Ôi trời, mất sóng nhá. Alo alo, không nghe thấy gì, không nghe thấy gì nhá. Ai đấy? Ai? Tôi hỏi con nào đấy? Con nào? Người khác giới mà, con nào đâu? Biết là người khác giới rồi nhưng mà tôi hỏi là con nào? Ờ, con gái. À, giỏi nha, con gái à. Ôi giời ơi, nó lại gọi lại này. Nghe đi. Đằng
thằng lái xe nghe là sao được? Lái xe đâu mà lái xe? Xe đang đỗ mà lái đâu mà? Ờ, chị đang đỗ nhưng mà... Các bạn ơi. Alo, anh Hoàng à? Ui trời. Tuấn này à, mày làm anh hết cả hồn. Đau tim quá. Em có việc hỏi anh đây. Cái gì? Anh có nhớ ngày trước anh em mình đi massage ở cái phố Trần Duy Hưng ở chỗ nào không nhỉ? Thằng điên! Đi massage bao giờ? Tao đi massage với mày bao giờ? Mày đừng có mà hỏi nhố nhăng thế nhá. Mày say à? Thôi, tôi lạy anh. Anh rủ tôi đi, anh bảo là hôm nay chắc chắn anh giới thiệu cho tôi em 63 của chị. Khổ quá nhỉ? Mày bị điên à? Hả? À đau! Trời ơi! Anh có đi với mày đâu. Hôm đấy anh bỏ về với vợ. Mày cứ một mình mày đi còn gì nữa. Mày không tin mà hỏi chị. Chị đang ngồi cạnh anh, đang nghe điện thoại đây này. Ôi tôi chết rồi. Chắc là em nhớ nhầm đấy. Em nhớ là anh say xong anh về nhà cơ mà nhỉ. Thôi nhá. Em chào anh nhá. Này Tuấn ơi, từ anh hỏi này. Thời tiết hôm nay thế nào? Sao lại thời tiết nhỉ? Thời tiết ở đâu hả anh? Ở Kosovo ấy. Kosovo là như nào? Ý anh muốn hỏi là chỗ em đứng ấy, hôm nay thời tiết thế nào? Thời tiết thế nào? Thời tiết bình thường, anh hỏi mỗi thế thôi gì? Thế thôi nhá. Ê, làm sao mới thế nhỉ? Mà sao mày cứ cuống thế này? Mày đang nói chuyện với anh mà làm sao mày cứ cuống như thế? Anh hỏi thế này, câu này mới là quan trọng thế này. Câu gì? Chỗ em đứng ấy, hôm qua thời tiết thế nào? Qua thời tiết thì bình thường. Anh làm sao nhỉ? Lòng ngoằng. Thế thôi nhá. Thôi. Còn câu này, còn câu cuối cùng này. Câu này mới là quan trọng thế này. Tuấn ơi, mày chú ý mày trả lời cho anh nhá. Ôi dồi ôi, đang bao nhiêu là việc đây này. Thôi ông hỏi nhanh lên nào. Ơ kìa. Sao thế? Hỏi đi. Hỏi đi. Thế thôi nhá. Tôi đang bận lắm. Đấy, bao giờ thì trời mưa? Ông đang bị điên à? Bao giờ thì trời mưa? Vớ vả vớ vẩn, thế thôi nhá. Ok. Này, lại con này nó gọi này. Nghe mày đi. Không nghe. Ông không nghe hả? Tôi nghe. Ok. Alo, sao anh không gọi cho em? Làm sao tôi phải nghe điện thoại của cô? Sao tự dưng giọng lại xa cách thế? Anh giận em à? Làm sao tôi phải giận cô? À, anh không ở một mình hả? Chúng tôi đang đi siêu thị. Anh đi siêu thị với ai đấy? Đi với người nhà. Ố, em trai à? Không. Em gái? Không. Với mẹ? Đã bảo không mà lại. Thế với ai? Anh và bố anh hôm nọ vừa bị tai nạn mất hôm kia. Vợ anh thì bị ung thư mất hôm qua. Thế gần thì còn ai? Chúng tôi đang bóp cổ nhau đấy này. Mất đâu mà mất. Anh Phan đấy à? Phan nào? Tôi là Hoàng cơ mà. À, em xin lỗi. Em gọi nhầm máy. Trời ơi. Thấy chưa? Nhầm máy. Con điên của Liên Hợp Quốc. Con điên của Liên Hiệp Quốc à? Diễn như đúng rồi nhỉ. Này, con này biết thừa rồi nhá. Đấy là chẳng qua ông nói với nó là vợ ông đang bóp cổ ông thì nó mới không tuôn ra. Chứ không thì nó chả tuôn ra một tràng rồi nhá. Lại còn đánh đi với cả người nhà. Người nhà nào? Chứ không người nhà này là gì? Mình cưới nhau là 12 năm rồi. Đó. Ở với nhau là 12 năm. Chứ chả là người nhà này là gì? Này tôi hỏi ông. Người nhà cái gì à? 10 ngày hôm nay rồi. Ngày nào ông cũng 2-3 giờ sáng ông mới về. Trên người ông thì đầy là mùi nước hoa ra. Mà toàn mùi nước hoa lạ nhá. Xong rồi còn cổ đây này, đầy son ra. Ông đi đâu, ông làm gì, ông nói ra hết xem nào. Thôi đi. Bà lên nước này nhá. Tôi nói tuyệt thật nhá. Lành là làm gáo, vỡ là môi. Tất cả những cái việc đấy là tôi thuê đấy. Cô có biết là tôi đi làm về, tôi cố tình xịt nước hoa vào người để làm gì cô biết? Chắc chắn là cô không bao giờ biết được đâu. Tôi cố tình tôi vạch vết son vào cổ áo để làm gì cô biết không? Chắc chắn cô không biết được đâu. Mà hôm nay nữa, tôi thuê thằng Tuấn, tôi dặn thằng Tuấn nó gọi nó rủ tôi đi massage rồi tôi thuê một cô gái lạ để làm gì cô biết không? Hả? Chắc chắn cô không biết được đâu. Bây giờ tôi nói luôn cho cô biết thế này. Tôi làm như thế là để cho cô ghen đấy nhá.
là để cho tôi biết được là cái tình cảm của cô đối với tôi như thế nào. Chứ 12 năm nay ấy, đi về cô toàn nửa tay ra, cô bỏ tiền đâu, tiền đâu, tiền đâu. Nhưng mà hôm nay thì tôi biết rồi, tôi biết cái bộ mặt của cô rồi. Là cô có ghen. Cô có ghen có nghĩa là cô còn yêu tôi. Tôi hứa với cô, từ nay không bao giờ tôi thuê người làm cái trò này nữa. Được chưa? Sao anh ngốc thế? Không sao phải làm như thế. Anh có thuê người là không thuê người, em vẫn cứ yêu anh cơ mà. Xin lỗi nhá. Bỏ ra. Ôi người ta xin lỗi mà. Chị cứ bỏ ra. Ôi mà, em biết em sai rồi, em xin lỗi nhá. Cho người ta ôm một tí. Oh, my God.